Tuấn xin kính chào quý khách hàng đã quay trở lại với kênh YouTube bán nhà gò vấp, bán nhà Tân Bình của nhà đất Thanh Tuấn. Và hôm nay Thanh Tuấn đang có mặt tại trục đường, đó là đường Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, để gửi đến khách hàng đó là một căn nhà này có một diện tích đó là ngang 3m2, độ dài lên đến đó là 15m và được gia chủ đúc kiên cố, đó là một trệt này, hai lầu, gồm công năng đó là một phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ và có 3 nhà vệ sinh. Và căn nhà này thì có một mức giá đang rao bán với giá đó là 4 tỷ 2 thôi. Giá thì đang còn thương lượng đến quý khách hàng nhé. Ở đây là mặt tiền chính của căn nhà của ông ta, thì được gia chủ thiết kế theo một kiến trúc thì rất là hiện đại này, theo kiến trúc rất là trẻ trung nha quý khách hàng. Rồi, và đây thì chúng ta coi nhé, một vị trí trước nhà của chúng ta lên đến đó là tầm khoảng 2 mét nữa thôi. Xe máy thì chắn nhau thì rất là thông thoáng luôn nha. Rồi, bây giờ thì xin mời quý khách hàng chúng ta cùng di chuyển vào không gian bên trong căn nhà này, chúng ta cùng tham quan nha. Rồi, bây giờ thì xin mời quý khách hàng chúng ta cùng di chuyển bên trong. Ở phía ngoài đây thì chúng ta có một khoảng sân. Sân này thì gia chủ trừ quý khách hàng đó là tầm khoảng 2 mét thôi. Quý khách hàng có thể để được 3 đến 4 chiếc xe gắn máy tại không gian ở phía ngoài này nha. Bên trong đây thì chúng ta có cửa, đó là cửa nhôm xi pha kính cường lực 10 ly, gia chủ thiết kế nha. Tiếp bên trong đây thì chúng ta có một không gian phòng khách này. Phòng khách này thì gia chủ thiết kế đó là một phòng khách với trang thiết kế có một bộ ghế sofa. Bên trên chúng ta có trần chiếu sáng, trần thật cao thì rất là đẹp nha. Bên hông tường ở đây thì chúng ta có những không gian dây dán tường gia chủ thiết kế này thì rất là đẹp và rất là sang trọng luôn nha. Một căn nhà có một diện tích ngang 3m2, độ dài lên đến đó là 15 và giá thì 4 tỷ 2. Quý khách hàng có 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, thì đây là một căn nhà thì cũng đang còn một mức giá thì đang còn vừa phải nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta cùng di chuyển vào khu bên trong. Bên trong đây thì chúng ta có một cầu thang được làm từ gỗ căm xe kính cường lực này, lót đá hoa cương đến khách hàng nha. Rồi, bên trong không gian phòng bếp này chúng ta cùng tham quan này. Không gian phòng bếp này thì khách hàng có một bộ bàn ăn lên đến đó là 4 ghế. Đó, đây là không gian của tủ bếp được làm từ gỗ sồi nha khách hàng và lót đá mặt đá hoa cương. Đó, một căn phòng bếp thì rất là thông thoáng luôn. Chúng ta cùng di chuyển ra khu phía sau nhà, chúng ta cùng tham quan. Không gian phía sau nhà chúng ta có một nhà vệ sinh, nhà tắm và không gian giếng trời nhá. Đó, đây là không gian giếng trời của khách hàng. Rồi, một phòng khách, phòng bếp này. Gia chủ thiết kế mới hoàn toàn. Và cái giá thì 4 tỷ 2 thì đang còn thương lượng đến khách hàng nha. Khách hàng nào thích căn nhà này thì hãy liên hệ đến nhà đất Thanh Tuấn qua số hiển thị đang ở màn hình nhá. Rồi, bây giờ thì chúng ta cùng sẽ di chuyển lên khu vực lầu 1, chúng ta cùng tham quan. Rồi, đây là không gian phòng ngủ đầu tiên của chúng ta. Thì phòng ngủ này thì gia chủ thiết kế đó là tân trang, đầy đủ nội thất rồi. Có giường, tủ quần áo, hệ thống máy lạnh. Xung quanh tường thì gia chủ có dán giấy dán tường phủ lên đến hết căn phòng của chúng ta. Đây là phòng ngủ này. Sàn nhà thì được gia chủ ốp gỗ này. Đó. Một căn phòng đầy đủ nội thất rồi. Chúng ta chỉ việc xách vali về chúng ta ở thôi nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta cùng sẽ di chuyển qua khu phòng ngủ thứ hai, chúng ta cùng tham quan. Tại không gian lầu 1 này thì chúng ta có hai khu phòng ngủ và một nhà vệ sinh nha quý khách. Đây là khu phòng ngủ thứ hai, với trang thiết kế thì cũng đầy đủ nội thất luôn, full nội thất đến quý khách luôn nha. Phía trước chúng ta có khu vực ban công, gia chủ trừ quý khách đó là tầm khoảng 1m2, thì quý khách có thể để được trồng cây xanh tại không gian ở phía ngoài này nha. Đó, đây là khu phòng ngủ của chúng ta này. Đó. Rồi. Và bây giờ thì chúng ta cùng sẽ di chuyển lên khu vực lầu 2, chúng ta cùng tham quan luôn nha. Đó, đây là khu vực nhà vệ sinh này. Rồi, di chuyển lên khu vực lầu 2 nha. Đây là khu vực lầu 2 thì chúng ta có một khu vực đó là phòng ngủ thứ ba. Phòng ngủ này thì cũng có giường, máy lạnh, nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này thì chúng ta có được gia chủ thiết kế tại ở trong phòng ngủ này luôn. Có nhà vệ sinh, bồn rửa tay. Rồi, chúng ta cùng sẽ di chuyển lên khu vực sân thượng, chúng ta cùng tham quan luôn nha. Không gian đây thì quý khách hàng có thể làm không gian phòng thờ tại ở đây nha. Đó, đây là khu vực sân thượng phía trước. Quý khách hàng có thể thấy thì chúng ta có một bộ bàn ghế roi mây gia chủ thiết kế tại ở trên đây luôn nha. Đó, khu vực sân thượng phía trước thì quý khách hàng có thể trồng cây xanh tại không gian phía ngoài này. Ở quý hàng ơi, em xin nhắc lại căn nhà này có một diện tích đó là ngang 3m2, độ dài lên đến đó là 15. Gia chủ đang chào bán căn nhà này với giá đó là 4 tỷ 2, giá thì đang còn thương lượng.
Nếu quý hàng nào quan tâm đến nhà này thì hãy liên hệ đến nhà đất Thanh Tuấn qua số hiển thị ở trên màn hình nha. Và Thanh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại quý hàng một video khác.